Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh và chia sẻ các đường nét vân chỉ tay trong lòng bàn tay của mình cho tất cả mọi người mình có thể tham khảo. Thì cũng như thường lệ, Kim Anh có những cái lời nói đầu là khi mọi người vào xem thì mọi người nhớ vào đăng ký và chia sẻ giúp cho Kim Anh, cũng như là mình có thể mang cái tính tham khảo trên cái những cái quẻ bài Kim Anh đưa ra cho mình. Và những ai mà có ý muốn xem cụ thể chính xác về cái bản thân của mình thì mọi người vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin, gửi phí vào thì Kim Anh sẽ xếp lịch và sắp xếp xem cho mình trong thời gian sớm nhất. Hôm nay Kim Anh sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề của cái bạn nữ này, là sinh năm 1975, là mẹ đơn thân. Thì bạn này có nhu cầu hỏi về cái vấn đề đường đi nước bước, về vấn đề tài lộc của mình giờ tới cuối năm nó như thế nào, có được thuận lợi hay không. Thì như Kim Anh nói về cái tuổi Ất Mão á, thì tuổi Ất Mão này nằm vào cái mạng là Đại Khê Thủy. Cái mạng Đại Khê Thủy này đúng ra trên con đường đời thì người này có bản tính hài hòa, phúc hậu, đạo đức tốt. Nhưng bản tính của mình có một cái là hơi ngang tính. Trên con đường đời của bạn nữ này hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng có thể nói là hơi buồn phiền. Thì buồn phiền ở đây cho thấy buồn phiền về vấn đề tài lộc. Thì nói chung á, đang trông chờ cơ hội tài lộc gì về trên con đường bổn mạng á, thì có thể nói đường đi nước bước, đúng ra người này có ý định đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc, nhưng đường đi nước bước có thể nói trong 5 năm qua tới 7 năm qua không có đạt được cái sự như ý, không đem đến cho mình được cái sự thuận lợi. Thì hy vọng bắt đầu giờ tới cuối năm là sẽ có được hai chữ hạnh thông. Hai chữ hạnh thông có nghĩa là sẽ đạt được hạnh phúc và đạt được cái sự thông thả trên con đường tài lộc. Trên con đường tài lộc hiện tại bây giờ nói về vấn đề tài lộc thì cơ hội tài lộc đem đến cho mình được như vậy là từ 30-50%. Nhưng mà đường đi tài lộc đến với mình không có được thuận lợi, hoặc trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình đây có cái sự kiện thưa, hoặc là cái sự tranh chấp. Hoặc là cái sự tranh chấp về vấn đề tiền tài pháp lý á, thì đạt ảnh hưởng tới 30%. Nhưng mà rồi thì sẽ vượt qua được khó khăn và đem đến cho mình là cơ hội tốt, niềm tin đẹp và đạt được hai chữ hạnh thông về vấn đề tài lộc ở cuối năm. Cho nên là nói về hai chữ hạnh thông này có nghĩa là hạnh phúc và sẽ đạt được cái sự thông thả. Đồng thời trên con đường sự nghiệp tài lộc mà đang có một cặp vợ chồng nào có ý hứa hẹn với mình một vấn đề gì về vấn đề tiền tài trong cái thời gian qua mà người ta thất hứa với mình á, thì hy vọng giờ tới cuối năm là người ta sẽ đem đến cho mình niềm tin cũng như đem đến cho mình cơ hội thay đổi. Thì cơ hội thay đổi ở đây á là cơ hội tốt, đạt được tới 50-70%. Cho nên khi mà cặp vợ chồng này có ý định giúp đỡ mình, nâng đỡ mình thì mình nên bắt tay, thì mình sẽ có được cơ hội tốt trong cái tháng 11, cuối tháng 11, đầu tháng 12. Nhưng mà để cơ hội đến với mình được vững vàng, tốt đẹp, thuận lợi về vấn đề tiền tài vật chất, đem đến cơ hội tài lộc cho mình được tốt là bắt đầu từ tháng 2. Từ tháng 2 đi lên là cơ hội tài lộc đến với mình nó được vững vàng hơn, tốt đẹp hơn. Dù vậy thì nhắc mình trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình, mọi niềm tin cơ hội cái gì thì mình cố gắng cầu nguyện nhiều về phần thất quyền ha, như là trong cửu quyền của mình, thất quyền của mình thì theo gia hộ cho mình được tốt. Nói về mình thì đúng ra mình đang được sự giúp đỡ của quý nhân rất là nhiều, cho nên nhắc mình trên con đường đời của mình cố gắng cầu nguyện thêm thì nó sẽ hay, sẽ tốt hơn. Trên con đường bổn mạng hiện tại bây giờ có thể nói đường đi nước bước trên con đường bổn mạng, thứ nhất là được âm phò dương trợ, quý nhân giúp sức rất là tốt. Nhưng mà nói về đường bổn mạng của mình hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của mình cảm thấy mình đơn chiếc lắm. Mình đơn chiếc, như là mình độc đoán trên con đường bổn mạng của mình có một thân một mình, cho mình cảm thấy mình đơn chiếc nhiều. Thứ hai nữa thì trên con đường bổn mạng của mình hiện tại bây giờ thì có vong linh của một cậu nam. Cậu nam này có thể nói về trên con đường con cái của mình, thì trong con đường con cái của mình hư thai, sa sút, rơi rớt gì một cậu nam, thì mặt này mình cần có sự quan tâm để cháu theo mình, gia hộ cho mình mà cháu không có bị buồn. Thứ nhất, nếu như mình đã đặt tên tuổi gửi cho cháu đi tu đi học được rồi thì mình cố gắng mình cầu nguyện hồi hướng cho cháu để cho cháu sớm được siêu sinh. Còn như mình chưa đặt tên đặt tuổi cho cháu thì cố gắng đặt cho cháu được một cái tên đẹp để gửi cho cháu đi tu đi học, để cháu được cái sự tu tập, để có được cái sự thanh thản về cái phần tâm linh này, để cháu sớm thiêu thoát thì nó sẽ hay, sẽ tốt. Tiếp nữa thì nói về trên con đường bổn mạng của mình thì phần cửu quyền gia hộ cho mình rất là đẹp, cho nên mình cần phải có sự quan tâm hương khói nhiều đó, để cho cửu quyền theo gia hộ cho mình được tốt đẹp, vững vàng hơn trên đường đi nước bước trên con đường bổn mạng của mình.
Đường bổn mạng của mình ở đây đúng ra 11, từ 11 tới 18 năm qua thì chỉ có cái tiếng thôi, cái miếng không đến với mình nhiều. Thì nhắc mình cố gắng cầu nguyện nhiều với cụ quyền làm lành làm phúc nhiều hơn để trên con đường bổn mạng của mình nó được rạng rỡ sáng suốt tốt hơn. Trên con đường bổn mạng của mình đúng ra hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của mình có thể nói là buồn nhiều hơn là vui ha. Mình thì nói đúng ra mình nặng gánh, nam cũng mình, nữ cũng mình, gánh vác nhiều, bươn chải nhiều, giống kiểu mình nặng gánh về vấn đề gia đình và vấn đề tài lộc. Thứ hai nữa thì tâm trạng của mình bây giờ có thể nói đi đây đi đó thì vô tư thoải mái, nhưng mà vấn đề đường đi nước bước của mình về tới gia đạo rồi mình cảm thấy buồn nhiều, không có được vui. Trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy là đang có sự hào hoa, nói chung là rất là hào hoa, có duyên thương mình, quan tâm tới mình. Hiện tại bây giờ là hai đối tượng chứ không phải là đối tượng, là một đối tượng nữa. À, hai đối tượng này thì nói về cái người thứ nhất mà mình đang tôn thờ, hoặc là người đàn ông này nè, người ta đang tôn thờ hình bóng của mình rất là tốt, nhưng mà tâm trạng của mình bây giờ có thể nói là mình là người lưỡng lự, như là mình không biết nên chọn hay không. Tại vì nói về người này đến với mình thì không xạo, không chân thật, nhưng mà người này vẫn còn lệ thuộc vào gia đình người ta rất là nhiều. Nói chung là người ta cũng nặng gánh gia đình, nhưng mà người ta đến với mình là bằng tâm tư tình cảm là thật sự, cho nên mình là người đang lưỡng lự. Thứ hai nữa thì người thứ hai này người ta cũng đang thương yêu mình, quan tâm tới mình rất là nhiều, nhưng mà giống kiểu là mình thiếu hết sự quan tâm tới người ta, và người ta đang buồn mình, người ta đang buồn, đang tự ái về mình. Thì nhắc mình trong hai đối tượng này, nói chung đối tượng nào đến với mình cũng tốt, cũng chân thật hết, không xạo, không giả dối. Nhưng để trên con đường nhân duyên tình cảm đến với mình tốt thì cho thấy người thứ nhất đến với mình tốt đẹp hơn, nhưng mà mình lại lưỡng lự ha. Đằng sau lưng của mình hiện tại bây giờ thì cho thấy có một người nữ, người này cũng đang có ý là đố kỵ với mình, nói ra nói vào mình trên con đường tình cảm. Cho nên khi mà đặt nặng tình cảm rồi, ai nói ra nói vào một vấn đề gì thì tốt nhất mình cần phải cẩn thận, cũng như không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời nói của người ta, để đem đến cho mình cái sự hoang mang, cái sự buồn phiền trên vấn đề tình cảm không hay không tốt. Về cái cảnh ngôi gia của mình hiện tại đang sống bây giờ thì cho thấy nói chung mặt tiền, mặt hậu, mặt trung, ba mặt đều có duyên hết, ơn trên rất là hoan hỷ. Nhưng mà trên con đường đi nước bước trên vấn đề tài lộc của mình ở đây trong 5 năm tới 7 năm về trước á, mình có thất hứa một vấn đề gì, như là trong công việc làm ăn, kinh doanh của mình, mình có thất hứa một vấn đề gì thì nhắc mình cố gắng cầu nguyện và thực hiện đúng cái lời hứa của mình trên vấn đề tài lộc, để cho con đường sự nghiệp tài lộc của mình từ đây đến cuối năm nó sẽ tốt đẹp vững vàng hơn. Nói về đường gia đạo thì cảnh gia đạo nói chung là con cái của mình thì cho thấy là ba đứa con của mình là hiếu thảo, nặng gánh, thương cha quý mẹ rất là tốt, luôn đùm bọc nhau trên vấn đề hạnh phúc. Đồng thời vấn đề gia đạo tài lộc của mình ở đây là cơ hội tài lộc đến với mình là hai cơ hội. Có thể bắt đầu giờ tới cuối năm mình sẽ có cơ hội có tài có lộc, nhưng mà cơ hội tài lộc vững vàng đến với mình thì có thể nói bắt đầu từ tháng 2 về tới tháng 6 là mình sẽ có cơ hội có lại có lộc thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên nói về trên con đời đường đời của cái tuổi Ất Mão hiện tại bây giờ này á, thì cho thấy bắt đầu từ cuối năm nay đổ về tháng 2, cơ hội tài lộc gì sẽ đem đến cho mình được cơ hội tài lộc tốt, hoặc là mình đang trông chờ cơ hội tài lộc, sự nâng đỡ giúp đỡ của quý nhân thì mình sẽ gặt hái được cái sự thành công ở cuối năm và thành đạt, hoặc là có cái sự thăng tiến thăng hoa bắt đầu từ tháng 2 đi lên. Đó là cái quẻ bài của bạn nữ này ha. Còn nói về đường con cái của bạn nữ này thì hữu duyên trên con đường con cái bạn này ta sẽ có duyên nhờ được 4 đứa con. Đó là cái duyên về vấn đề con cái. Nhưng mà trên con đường con cái của mình cũng cần phải có sự quan tâm về cái vong linh cậu nam này, để cho người ta theo gia hộ cho mình, người ta không buồn, hoặc là người ta cần phải có cái sự tu tập tốt đẹp hơn. Đó thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn trên đường con cái của mình. Đó là cái quẻ bài của bạn nữ này, sinh năm 1975. Thì qua cái quẻ bài này mọi người chỉ mang cái tính chất là tham khảo cho bản thân của mình thôi. Còn như ai mà có nhu cầu hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về cái bản thân của mình á, thì mọi người cứ comment hoặc là vào trong Zalo kết bạn ha. Thì Kim Anh sẽ giải đáp những thắc mắc của mình nha. Còn clip hôm nay thì Kim Anh xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau ha.